Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 7, bộ sách Global Success trên trang web OLM. Unit 1: Hobbies. A closer look one. Trong bài học này, chúng ta cùng nghiên cứu chủ đề quen thuộc, thói quen. Phần đầu tiên, từ vựng vocabulary. Cô có các bức ảnh sau. Các em hãy nhìn xem đây là các hoạt động quen thuộc nào. Đây chính là hoạt động dựng nhà búp bê. Build a dollhouse. Tiếp theo, collect teddy bears. Sưu tầm gấu bông. Make a model. Dựng mô hình, các em dùng giấy bìa các tông để dựng thành hình ô tô, tàu hỏa. Collect coins. Nhiều người sẽ có sở thích sưu tầm đồng xu. Và cuối cùng, ride a horse. Build a dollhouse. Collect teddy bears. Make a model. Collect coins. Ride a horse. tiếp theo cô có ba từ play, do, go. ba từ này đều được dùng để chỉ hoạt động môn thể thao. vậy chúng ta phải phân biệt ba từ này như thế nào các em hãy nhìn vào ví dụ với từng từ như sau. Play football Play volleyball Do exercise Do karate Go fishing Go cycling chính xác chúng ta dùng từ play với các môn thể thao chơi với bóng hoặc mang tính cạnh tranh động từ do không dùng với các môn thể thao đồng đội hay với các môn thể thao chơi với bóng và cuối cùng động từ go được dùng với các hoạt động có tận cùng là đuôi ing cô có các hoạt động sau các em hãy nhìn và đoán tên của các hoạt động các hoạt động chúng ta có lần lượt sẽ là box jogging doors tennis swimming judo, yoga và cats. Nhiệm vụ của các em là nhóm các hoạt động với động từ thích hợp cô so sẵn. Đúng rồi, chúng ta có Play cards Play tennis Hai hoạt động này đều mang tính cạnh tranh Do yoga Do judo. Hai hoạt động này đều mang tính rèn luyện thể thao. Go jogging. Go swimming. Hai hoạt động này đều kết thúc bởi đuôi ing. Và cuối cùng, collect books và collect dolls. Các em có nhớ để diễn tả thích hay không thích, chúng ta sẽ có động từ nào? Đúng rồi, để diễn tả thích chúng ta có thể dùng động từ like, love, enjoy. Ngược lại, để diễn tả không thích các em có dislike, hate. Tất cả các động từ này đều được theo sau bởi động từ có đuôi ing. Ví dụ, cô muốn nói tớ thích tập yoga, cô sẽ nói I enjoy doing yoga. Dựa vào phần gợi nhớ và các từ vựng chúng ta vừa học, các em hãy viết dạng đúng của các động từ cho sẵn. Câu 1. Outdoors. Vậy đáp án ở đây sẽ là collecting. My friends had a big share because she loves collecting outdoors. Bạn của tớ có cái kệ rất to bởi vì cô ấy thích sưu tầm búp bê cũ. Câu 2 camping. Vậy động từ chúng ta cần điền là going. My family likes going camping at the weekend. Gia đình tớ thích đi cắm trại vào cuối tuần. Câu thứ ba, computer games. Vậy động từ cần điền là playing. My brother hates playing computer games. Anh trai tớ ghét chơi máy tính. Câu thứ tư, models. Vậy động từ cần điền là making. Does the brother like making models? Anh trai cậu có thích dựng mô hình không? Và đáp án câu cuối cùng là doing. My sister and I enjoy doing exercise every day to keep fit. Tớ và chị gái thích tập thể dục mỗi ngày để giữ dáng. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, phần phát âm, pronunciation. Trong phần phát âm của bài học này, chúng ta sẽ học cách phát âm hai âm ờ uh. và âm ờ uh. để phát âm được âm ờ uh. các em hãy mở miệng tự nhiên không quá to lưỡi thả lỏng tự nhiên âm được phát ra rất ngắn gọn dứt khoát khi phát âm xong lưỡi vẫn giữ nguyên các em đọc theo cô ờ uh. ờ uh. collect yoga Column Để phát âm được âm Er uh. Miệng các em mở tự nhiên Lưỡi đặt tự nhiên cao vừa phải Và chúng ta sẽ phát âm dài hơn âm Er uh. 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 Learn Surf Work Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa Er uh. Collect yoga column uh, learn surf work rất tốt bây giờ các em hãy nghe và xác định phần gạch chân của những từ dưới đây được phát âm là âm nào 1. My hobby is collecting coins 2. I go swimming every Thursday. 3. My sister likes getting up early. 4. He has 30 pens. 5. Lon plays the violin every day. Về từ vựng, chúng ta đã học các từ chỉ thói quen, động từ miêu tả thích hay không thích cái gì. Về phát âm, đó là cách phát âm của hai âm ờ và âm ờ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web OLM.